Tới chưa, tới chưa? Chưa. Hả? Coi sao nhà hát lớn. Nhà hát lớn à? Cái hôm thì dùng nhiều điện thoại đấy. Chưa, anh đợi em tí em coi đường đấy nha. Nhà hát lớn, nhà hát lớn Hà Nội đúng không? Đúng rồi em. Nhà hát lớn Hà Nội. Đi làm cái iPhone 11 à? iPhone. Đi làm cái này được nhiều tiền không em? Ngày cũng được 200 anh. Tốt. Nhà hát lớn Hà Nội đúng không? Đúng rồi. Anh sao anh không đặt qua app không? Thôi nhưng mà anh không có máy nên anh lười, anh không đặt quá đâu. Nên đây này, anh vẫy, anh nhìn thấy em anh vẫy luôn. Cho anh đi đây có việc đấy. Có gì anh bồi dưỡng. Lạnh quá. Em. Không không, tiền bạc của em không vấn đề. Để em xem cái đường đó làm sao không? Nó gần hồ, qua Hồ Gươm, đi ngang qua đường Hồ Gươm đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. À vậy là chắc vô quận trung tâm luôn đó, là quận này quận gì nhỉ? Đấy là à rồi, em biết cái nhà hát lớn này. Hàm Kiếm ở quận Hai Bà Trưng ấy. Ra đó làm gì anh? Đi chơi à? Anh đang đi có việc mà. Vậy à, tính tiền theo cây nha, 3,3 cây. Ok em. Là 3,4,12. À 14,000. 14,000 ok. Thì anh đưa cho em cả 20 luôn. 20 nghìn luôn hả? Ok. Như vậy thì ngon quá. Em buổi đêm mà lại đi một xe đi là tốt rồi. Hôm ra đó em còn đi chứ giờ anh bảo em chở ra mấy quận rì rì em không đi đâu tại em. Em đi ok anh, lên lên đi anh. Nóng anh. Ok. Ui lạnh quá. Em làm rồi lâu chưa? À em chạy trước em chạy Sài Gòn giờ em mới ra đây chạy được chục hôm à. Xa có lắm không? Đây đây đường xá nằm trong đây nè. À, nằm trong điện thoại. À? Đúng rồi đúng rồi. Dễ mà giờ thời buổi nhà lớn Hà Nội. Ơ lạnh lạnh nhờ. Ôi hôm nay nó đang bão. Mưa là mưa à, Hà Nội ấy bao giờ nó cũng lạnh hơn trong Nam. Dạ dạ. Mười hai giờ rồi mới bắt đầu đi chơi hả anh? À. Anh biết đường không hay là em chạy theo bản đồ ha? Cũng đây. Em chạy theo bản đồ của em đi. Anh thì anh cũng hơi hơi biết hả? À. Ui. Nhà anh ở khúc đó à? Hả? Nhà anh trong hẻm đó hả? Anh không biết sao sao mà tải app về đặt qua app á là tài xế đến tận nhà trong hẻm luôn, khỏi phải ra đứng ngoắc chi cho nó mệt anh. Không, anh vừa đi ra nhà bạn anh. Chơi nhà nó ra ngoài đấy. Thấy em đi qua thì em bắt xe luôn. Nay cuối tuần chơi tới sáng luôn ha. Overnight luôn. Overnight luôn hả? Em gọi là em tính rồi là chạy overnight tối nay nè. Để đúng rồi. Giờ dịch Covid nó hoành hành quá. Nhà thì bao việc cho nên là phải chạy. Cho nên phải chăm chỉ chạy. Anh công việc của anh có bị ảnh hưởng bởi Covid không? Có.
có. Anh làm bến gì? Hả? Anh làm bến gì? Anh làm về buôn bán thôi. Đúng rồi, buôn bán. Nói chung năm nay là tất cả mọi ngành nghề đều bị ảnh hưởng luôn á. Em có những cái biểu hiện lạnh, anh thông cảm nha. Tại ngồi trước nó hơi lạnh. Anh biết là người làm không chịu làm giỏi. Bên Sài Gòn thì chỉ có mùa khô và mùa mưa thôi. Đúng rồi, nó có hai mùa. Nhưng mà mùa này, mưa thì cũng không có lạnh. Ngoài này nó có 4 mùa. Độ ẩm cao. Mày đảm bảo. Mà đi đêm này em có về sợ nguy hiểm không? Sợ chứ. Con người mà anh. Nói chung em hạn chế bắt khách ngoài lắm. Tại vì là mà có khách ngoài thì ví dụ như đi vòng vòng mấy cái quận trung tâm Hồ Hoàn Kiếm em mới đi thôi, chứ mà để mà bảo mà có khách ngoài mà chở đi ra xa xa là không dám đi luôn. Bởi vậy anh là mà đi khuya là anh phải tải app á, chứ không thôi là không ai chở anh luôn á. Có vụ đấy, năm đấy. Với lại có một nữ sinh ngân hàng mới bị cướp đó, cướp đẩy xong rồi đẩy luôn, chết luôn, tội nghiệp. Yes sir. Chắc xong cuối này em về quá là anh... Em đi làm mà sao gia đình em buồn không? Em tầm chục hôm nữa là em lại vô Sài Gòn lại hả? Dạ. Cho nên là cũng không buồn lắm. Tại em cũng hay về thăm nhà mà. Đúng rồi, là đi lại. Anh quê ở đâu? Anh ở Phú Xuyên, Hà Tây. Hà Tây cũ ấy. Dạ. Phú Xuyên, em biết Phú Xuyên không? Chẳng tổng. Phú Xuyên là phải đi từ cái mạn đường Pháp Vân lên ấy. Đi đường Pháp Vân. Đi qua Ngọc Hồi. Dạ. Người mua tập từ không ngủ ngoài vỉa hè. Ở đây là cái gì mà ốc? Mấy cái ông mặc áo phản quang này nhìn giống công an quá vậy. Một ui lạnh vãi chưa. Anh có vợ con chưa? Anh có vợ. Có gia đình rồi mà vợ thả đi lông nhông vậy hả? Bình thường có gia đình là giấc này phải ôm vợ con ngủ rồi á. Hai vợ con là đi vòng. Dạ. Vợ tu hả? Mấy con, cái con mà mấy trăm triệu á hả? Vợ tu thì kiểu là ai gọi là... Tàu đi chang luôn á, em mấy rồi, đi chang luôn. À, vô tu nè. Vô tu á. À, là em tưởng. Đây nè, phải không? Không phải đâu. Em chạy vào anh ra phục xá đi. Có được không? Hả? Chạy ra phúc xá. Bây giờ qua phúc xá, phúc xá là ở đâu ta? Tại vì anh nhìn thấy không biết không có ai. Mà anh gặp ai ở đây? Em bạn ở chỗ này trước, là điện thoại hết pin rồi.
hết pin rồi sang phúc xá sao anh gặp được người ta? Đó là anh qua nhà người ta đấy. À nhà bạn anh cũng gần. Đây nhà hát lớn. Đợi lâu quá. Kêu gì trời? Ba cái hai cây. Vậy bây giờ là đã thêm bị anh tự cộng vào thoải mái. Nó gần cầu Long Biên đúng không anh? Gần cầu Long Biên đúng không? Qua cầu Long Biên xíu đúng không? Đúng rồi. Đi anh đi tranh thủ đi sớm. Em á, em chưa. Ngoài này em đi em hay gặp cơ động anh nhờ, công an á. Em chạy xe đêm sợ gặp công an lắm. Hôm nay mưa á. Đâu, hồi nãy em gặp mà mấy tốt luôn. Gặp sợ chạy nguyên ngày gặp công an bị bắt cái hết trường. Dạ. Đó nhưng mà buổi tối đa số tập cơ động một rồi. Dạ. Thôi kệ, có người ta đi để cho thành phố nó an toàn thôi mà, có gì đâu. Mình cứ chạy đúng luật người ta cũng chả bắt. Mà tại lâu lâu em xi nhan xi nhũng hoặc là cũng có đôi lúc đường vắng của em vượt đèn đỏ ấy. Mà mấy anh ưa núp lắm, cho nên là gặp mấy ảnh hoài. Ngày nào em cũng gặp. Anh có thích gặp công an không? Không. Không hả? Em tuy là em không thích gặp công an nhưng mà trong một số trường hợp em cũng thích gặp công an. Bởi vì ví dụ như chạy khuya này á, có người ta đi người ta mình cũng thấy an tâm hơn. Trong Sài Gòn em chạy là hồi đó em cũng có chở một thằng cướp. Hỏi xong là em chở nó. Bắt đầu nó mới bắt đầu muốn cướp em á. Em la lên cái bắt đầu công an lại bắt nó luôn. Quá có lý luôn. Tại vì B-Bike này á, người ta gọi là người ta cấp cho tài xế, những tài xế chạy đêm mà xuyên suốt như em luôn á, là cấp cho tài xế một cái thiết bị bảo vệ ấy. Là trong cái app của tài xế là có cái định vị bảo vệ á. Cho nên là chỉ cần la lên cái là công an người ta tới liền à. Em biết đi xe côn không? Biết chứ anh. Giật bánh đầu, bóp côn kéo ra, nhả ra, giật bánh đầu. Té cái bụp. Có biết ra đi dòng cà phê không? Bét à? Cái gì? Đi đi. Dòng cà phê. Xe rượu. Xì bò. À. Có chứ, nói chung côn tay là em chạy được hết đấy. Xì bò thôi. Sư xì bo là ngoài Hà Nội em thấy gọi nhiều, trong Sài Gòn toàn gọi xì bo. Ấy ấy công an kìa anh, công an kìa. Thấy không, em bảo số em hay gặp công an lắm. Đó, đèn chớp chớp. Công an đấy là 113 ở đi ở đuổi. À. Sân đây đông người ha. Có ấy. Ngoan rồi. Tao đang tìm cái gì. Công ty sẽ đọc chung cho nó.
xa quận 3. Chỗ này như là cái kho hàng gì mà bọn là đang ăn hàng ở chợ chợ đầu mối Long Biên. Đây là phúc xá này nè. Khu này là phúc xá rồi, tạm cần rồi, nhưng mà nó không có đường rẽ vào. Là sao ta? Anh bảo anh tới phúc xá mà, thì bây giờ là cái chỗ nào phúc xá nè? Là bây giờ đi đi tiếp 310 cái gì? Lý Tàng. 2 km. Đây là gần Hồ Tây đúng không ta? Chạy đường này thôi đúng không? Là em gọi là chạy khúc ngoài, em chỉ đi đường lớn thôi nha. Ok. Bén nha, cứng hết cả người. Xe này không xi nhan thì nhung nghĩ trơn ta. Bé thật tài cái đùi ngon này. Sao đùi đẹp mà sao anh lại dùng từ ngon ta? Anh thích dùng từ ngon hả? Đẹp ngon, ngon ăn được. Đi trên cầu hay dưới cầu anh? Đi trên được. Lên trên thì nó đẹp. À, được. Trời, bắt lên. Ngon. Lạnh. Mày em chạy lét đấy. Cơ được đấy, bài cơ rất khá. Dài, em kinh nghiệm xe ôm gọi là 3 năm rồi mà. Chạy một đây đó. Đó à. Đâu anh? Không phải, chưa đến một đoạn được. Gần tới rồi nè. À, trời mưa lạnh quá. Có muốn mặc áo mưa không? Không. Hả? Chuẩn bị rẽ phải vào cái ngõ này. Nhưng mà cuối ngõ rồi anh. Cuối ngõ hả? Ừ. Cuối ngõ ở chỗ khúc cua này hả? Tới chưa? Được. Ở trong đây có nhà bạn anh không ạ? Thank you.
chỗ xe tải hay là qua xe tải luôn? Qua xe toàn. Sắp về rồi, qua cái cây phía trước này. Hồi nãy em vượt đèn đỏ hình như công an nó rượt em á. Công an á. Rồi hồi nãy em vượt cây đèn đỏ. Là chỗ nào nè, để em biết em chở chứ cứ đi thi hoài vậy không đi được không? Thôi bây giờ em đặt anh Bibai khác cho anh nha, e tại em có app tài xế nè. Chứ em không lấy tiền anh cút xe này đâu, tại vì cũng chưa chở anh đến nơi mà. Thôi có gì anh đi cút khác giúp em nha. Em không biết đường cho nên chở anh cũng hơi khó ấy. Anh kiếm ai mà tài xế ở khu này đi, hoặc là ra ngoài kia kiếm xe ôm đi chứ. Okay. Thôi anh khỏi trả tiền. Ok, bye bye anh nha. Thôi. Biết đi đâu, có thằng chạy theo anh em thấy cái khúc mà mình bắt đầu vào chỗ tối á, có một ông chạy chiếc Jeep á tới nôi, thấy mình cái là ông đề máy xe, ông chạy theo liền. Cũng may là cái khúc vắng kia có cái anh xe tải anh em, mừng vãi nôi. Không, tại giấc này sớm mà, mới có 12 giờ mà đường đông lắm. Giấc này là 0 giờ 32 phút nè.
đường khá là đông cho nên là mình mới chạy á. Với lại đi vô đây cũng nhiều xe á. Mà thôi về anh em.